Kính chào tái ngộ quý vị. Đây là phần 2 tiếp theo về ngôi trường Công giáo Mỹ chính thức có cơ sở đầu tiên tại Đồng Nai, Việt Nam. Kính gửi chính quyền các cấp ở Đồng Nai và đại diện cơ sở giáo dục của Công giáo Phêrô Quỳnh Văn Hai, Du Xe Đinh Đức Đạo và Maria Nguyễn Thị Hồng Quế. Chúng tôi đã chứng minh trường nội trú Công giáo Marianapolis tại bang Connecticut có phải là hàng đầu như quảng cáo hay không. Và tôi nhắc lại các lãnh đạo Công giáo đã gây đau thương cho dân Việt trong lịch sử. Từ Tổng đốc Phương Trần Bá Lộc, Trần Tử Ca, Huỳnh Công Tấn, Tạ Văn Phụng, Vêro Trần Lục, Ngô Đình Khả. Và chúng tôi sắp nói đến Ngô Đình Diệm. Kính mời quý vị lắng nghe. Thế thì chúng ta đi gần tới thời cận đại thì có con chiên ngoan đạo Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm của miền Nam. Ông này là được đào tạo từ sợi tóc cho tới cái móng chân trong cái môi trường Công giáo. Tổng thống Ngô Đình Diệm vừa làm con bài của ngoại cường Mỹ và Vatican. Ông sứ mạng của ông là phải làm sáng danh Chúa, mở mang nước Chúa bằng cách ông chà đạp các tôn giáo khác trong thời gian nắm quyền của ông. Vì ông tập trung vào cái công việc mở mang nước Chúa đó mà cái sứ mạng diệt trừ cộng sản của bên Mỹ thì ông lại kém hiệu quả, cho nên là mới đưa đến cái kết quả là ông nó bị tiêu diệt. Thì giáo triều Vatican và Hoa Kỳ cấu kết với nhau, hoặc là không phải là ký kết mà là cấu kết với nhau, đưa con chiên Ngô Đình Diệm về Việt Nam như là xét xử đã nói, thì và giúp ông, tức là họ đó, Vatican và Mỹ giúp cho ông lật đổ vua Bảo Đại để làm tổng thống miền Nam, để mà làm tay sai cho hai cái thế lực này. Thì Tổng thống Ngô Đình Diệm từ chối không nhận lời yêu cầu hiệp thương với chính quyền miền Bắc để mà tiến tới cái hiệp định, tiến tới cái tổ chức tổng tuyển cử để mà thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956, giống như là hiệp định Geneva năm 1954 đã kế hoạch như vậy. Cho nên vì thế mà ông để cho ngoại cường can thiệp vào, và đất nước đã phải trải qua 20 năm chiến tranh là vì dân ta nhất định phải chống ngoại xâm, chống cái người Mỹ can thiệp vào nước ta. Ông Ngô Đình Diệm còn làm một việc rất là ác độc là cho Hoa Kỳ rải chất độc da cam trên cái lãnh thổ Việt Nam, đổ lên đầu, lên cổ, lên đất, lên đai mùa màng của chúng ta, hoa màu, và còn làm biến dạng một số con người, sống không ra sống mà chết không ra chết. Những cái vùng đất đai mà bị ảnh hưởng chất độc da cam cho tới ngày nay vẫn chưa có phục hồi sinh lực. Đấy. Rồi bây giờ tới cái đoạn khác trong cái bản tin nói là đáp ứng nhu cầu rèn luyện, học tập và truyền cảm hứng cho học sinh. Theo truyền thống Công giáo, đào tạo ra các cá nhân có lòng nhân hậu với một đức tin Công giáo. Đó, những cái cụm từ là truyền cảm hứng, truyền thống Công giáo, thì tất cả những cái cụm từ này chúng tôi sẽ khai triển ra sao, cái truyền cảm hứng như thế nào nhé. Trước tiên là cái bản quảng cáo của trường Trung học Công giáo La Mã ở Đồng Nai này đó, để cái bảng thật là to bằng tiếng Anh, mà có nghĩa là ngôi trường này đào tạo cho lãnh đạo tương lai, ngôi trường này dành cho lãnh đạo tương lai. Đấy, thì không biết chúng ta nghĩ thế nào qua những cái thành tích mà các lãnh đạo trong lịch sử của người Công giáo đã đối xử với dân ta như thế nào, đã làm những chuyện như thế nào đối với dân ta, thì làm sao cái trường này nó truyền cảm hứng như thế đó hay sao? Mà đầu tiên đó là cái cảm hứng đầu tiên này á, là cái sự trơ trẽn. Đấy, cái sự trơ trẽn là cái đất nước này là của chính phủ Cộng sản lãnh đạo. Quý vị ở đâu mà quý vị đến đây và đào tạo lãnh đạo cho Việt Nam? Căn cứ vào cái lịch sử và cái tinh thần của quý vị, và chúng tôi sẽ khai triển thêm ở dưới này. Thì cái chữ truyền cảm hứng này thật là trơ trẽn mà quý vị dám nói là ngôi trường đào tạo lãnh đạo cho tương lai. Cái này là kích động, là cái này kích động cái lòng tham lam của người ta. Và cái truyền cảm hứng đầu tiên này á, là quý vị tạo cho những người mà thích con trẻ của mình làm lãnh đạo nhào vào ghi tên và chịu cho quý vị nhồi sọ theo Kitô giáo, và với hy vọng là họ sẽ không ngần ngại rửa tội theo đạo vì những cái hứa hẹn công danh như thế đó. Đó là cái loại truyền cảm hứng rất là xấu xa. Nhắc lại là nó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ một cái sự trơ trẽn cùng cực khi mà tự khoác vào mình cái thiên chức đào tạo lãnh đạo cho một cái đất nước đã từng là nạn nhân của một cái hệ thống tôn giáo của mình, là đã giày xéo lên cái dân tộc Việt Nam mình như thế nào. Đấy, sơ sơ qua những người lãnh đạo của Công giáo đã đối xử với dân tộc Việt Nam mình trong lịch sử dài dài như vậy, từ xưa cho tới cận đại, là sát nút đó là ông Ngô Đình Diệm. Có người nào tử tế hay không? Là cũng phụng sự cho Vatican. Bởi vì mỗi một cái linh mục đều là quan chức của triều đình Vatican. Quý vị không phải là tôn giáo giống như người ta. Còn quý vị có cả một quốc gia Vatican, đó là một quốc gia. Quý vị trực thuộc họ thì quý vị không thể gọi là tôn giáo thuần túy được. Tất cả các luật lệ dành cho tôn giáo đó là quý vị chỉ được hưởng phân nửa thôi. Đó, phân nửa quý vị là chính trị. Do đó quý vị đừng có đem ra cái luật tôn giáo nào mà áp dụng hoàn toàn cho quý vị. Luật tôn giáo không thể nào áp dụng hoàn toàn cho quý vị. Quý vị không phải là tôn giáo. Chốc nữa tôi nhờ giáo sư Quang nhận định về cái tổ chức của quý vị. Nên bây giờ kế đến là cái địa điểm Đồng Nai. Ngày nay như vậy là chúng tôi đã thấy là có một cái trung tâm hành hương mới xây dựng gần đây ở núi Cúi. Rồi suốt dọc cái quốc lộ 20 là tính tang nhà thờ, nghĩa là cả một cái dãy, một cái dọc quốc lộ như thế đó. Rồi bây giờ lại mọc thêm một cái trường trung học, lại còn tự xưng là để dành cho lãnh đạo nữa. Quý vị hết bức mà quý vị muốn biến cái chỗ đó thành một cái vùng, là cái địa bàn của quý vị. Cho nên đó là cái mối đe dọa cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Quý vị càng ngày càng củng cố thêm cái không gian và các cơ sở hoạt động, mọc thêm các cơ sở hoạt động. Cái điều này được chứng minh qua các lịch sử của các quốc gia là Trung Nam Mỹ, là Trung Phi, là Hoa Kỳ. Cái này là để tôi mời giáo sư Quang nói về cái sự mà chia cắt. Quý vị đi đến đâu là quý vị chiếm đất, rồi quý vị tách họ ra. Nếu mà không có cải đạo được toàn quốc thì quý vị tách cái vùng mà quý vị chiếm được. Đấy, xin mời ông Quang trở lại. Kính thưa quý vị, nói về vấn đề giáo hội La Mã, có chủ trương là quyền lực của giáo hội La Mã vươn tới đâu á thì giáo hội La Mã sẽ thi hành chính sách. Thứ nhất là cưỡng bách người ta phải theo đạo. Thứ hai, nếu người ta không theo đạo thì giết. Thế bây giờ tôi xin nói là tại Bắc, Trung và Nam Mỹ đó thì quý vị thấy là dưới quyền Tây Ban Nha là với lại Phi Luật Tân, dưới quyền Tây Ban Nha là họ thi hành chính sách diệt chủng. Những cái xứ đó bây giờ quý vị thấy là không còn cả cái ngôn ngữ của họ, tiếng nói của họ không còn, văn hóa của họ cũng mất. Rồi bây giờ tìm cái văn tự của họ cũng không còn nữa. Thì tất cả các dân tộc mà dưới quyền thống trị của Vatican với lại Tây Ban Nha, họ nói tiếng Tây Ban Nha không. Thế có hồi thì người Việt Nam ở bên đây gọi là bọn xì, tức là chữ Spanish có chữ S đằng trước họ đọc đó. Đấy. Thế thì tại Bồ Đào Nha cũng vậy, họ cũng đi đâu họ cũng diệt như vậy. Sau này đó thì Pháp đã cấu kết với lại Vatican đem quân đi đánh chiếm, đa số là ở lục địa Á Châu, cũng có một vài nơi ở Nam Mỹ. Thì họ thi hành chính sách bởi vì cái văn hóa của các dân tộc Á Châu nó đã tiến đến giai đoạn gọi là văn minh và đã tổ chức thành quốc gia, chứ nó không còn bộ lạc như là ở bên Phi Châu và Mỹ Châu. Cho nên họ cũng thi hành chính sách đó, họ đưa những người truyền giáo để nói xấu cho các tôn giáo của dân tộc ta. Thí dụ như là ông Alexander, ông đến Việt Nam vào khoảng năm 1620 gì đó. Thì ông viết một cuốn sách, ông chửi bới đạo Phật, đạo khổng, đạo đạo lão, rồi đạo thờ cúng tổ tiên của dân tộc ta. Cái cuốn sách đó gọi là Phép Đẳng 8 Ngày thì quý vị cũng đã biết. Rồi họ chửi bới bằng những cái ngôn từ rất là thiếu văn hóa. Rồi họ đem quân đánh chiếm, nhưng mà nước ta bây giờ nó cũng đã tiến đến cái giai đoạn gọi là quốc gia rồi, có quân đội phòng thủ rồi, thì họ không thể nào mà đem quân đội tiêu diệt dân ta như là họ đã làm ở bên Trung Nam Mỹ với lại Phi Luật Tân. Cho nên họ thi hành chính sách gọi là dùng cái miếng mồi vật chất câu nhử những người nghèo đói ở vùng ven biển, đa số là những dân chài. Thế là để thuyết phục họ theo đạo, thì do đó dân ta mới có cái từ ngữ gọi là theo đạo lấy gạo mà ăn. Thế rồi sau này đó họ chiếm được quyền vào năm 1000, bắt đầu vào năm 1858, tháng 9 năm 1958 đấy, thì họ 858 thì họ đem quân tấn công ta. Thì bắt đầu họ dùng cái quyền lực, và ở nơi nào chiếm được quyền lực thì họ dùng cái chức vụ trong cái chính quyền thế tục và chức vụ ở trong cái giáo hội La Mã, họ nhử người ta. Thì có nhiều người đã vì tham quyền, tham lợi, háo danh đi theo đạo, cho nên dân ta mới có cái từ gọi là theo đạo tạo danh đời. Thế thì cái danh từ mà theo đạo tạo danh đời đó, nó theo tỷ luận hận với lại cái quyền lực của giáo hội La Mã. Trong cái thời gian mà trước năm 1859 đó, thì cái thời kỳ đó là quyền lực của Vatican chưa được, cho nên là cái số tín đồ bây giờ suốt từ năm 1533 cho đến năm 1859 đó, nó vào khoảng độ 600.000 trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng mà từ năm 1859 đó, cho đến đầu thế kỷ, cho đến năm 1945 đấy, thì vì có quyền lực nhiều cho nên có bọn mà là tham lợi háo danh, rồi thèm khát quyền lực, nó theo đạo quá nhiều, cho nên cái số giáo dân nó lên đến 1.700.000 người. Thế rồi đến thời kỳ mà kháng chiến đó, thì nó cũng có một số người đã theo đạo, nhưng mà nó không nhiều lắm. Nhưng mà đến năm 1954 đó, thì cái miền Nam từ Vĩ tuyến 17 cho đến miền Nam, thì cái quyền lực của Vatican cấu kết với Mỹ, nó đã thành lập một cái chính quyền, nó có nhiều tiền viện trợ cho Việt Nam, rồi nó có những cái quyền lực, bởi vì nó đã có chính quyền rồi, thành ra được ưu đãi, thành ra có cái số người mà theo đạo tạo danh đời đó thì rất là đông. Cho nên cái số mà cho đến năm 1975 đó, thì cái số giáo dân đó, tổng số của cả miền Bắc miền Nam nó cũng lên tới 6%, 5-6%. Như vậy là rất nhiều. Và nhớ rằng ông nó đi đến đâu thì nó giết người ta đến đó. Thế như là thời Trung Cổ thì họ giết không biết bao nhiêu người, thì cái điều đó là nhiều lắm. Cho nên cách mạng Pháp họ nổi lên, họ cũng giết lại cũng rất nhiều. Thế nhưng mà trong cái thời kỳ mà gọi là chiến tranh thứ hai bùng nổ đó, thì Pháp giáo hội La Mã cấu kết với Đức và đưa cái thằng bạo chúa ở bên Croatia nó lên cầm quyền ở cái nước Croatia, tức là một phần của nước Nam Tư ngày xưa đó, thì nó giết hại tới 700.000 người, trong cái số dân số chỉ có 300.000 người. Thế tại Việt Nam ấy, thì quý vị là ông Diệm mà lên cầm quyền mới có 9 năm thôi, từ năm 1954 đến năm 1963 ông cũng giết hại đến 300.000 người, mà thực ra thì nhiều hơn, bởi vì cái con số 300.000 người đó theo sách biểu tiếng Việt Nam thì gọi là ở miền liên khu 5 thôi, nhưng mà thực ra những cái người mà bị giết ở miền Nam đó còn nhiều lắm mà không kể vào trong đó. Rồi đến năm 1894 95 đó, 994 95 đó, thì họ cứ có 3 tháng hè họ giết tới 800.000 người của dân ở Rwanda. Vậy thì điều đó nó chứng tỏ rằng quyền lực của giáo hội La Mã đi đến đâu đó, thứ nhất đó là họ cưỡng bách người ta phải theo đạo, không theo đạo thì gọi là theo đạo thì sống, chống lại thì chết. Rồi như ở Trung Nam Mỹ là cái dân tộc nó còn kém văn minh đó, thì họ tập trung lại rồi họ giết những người đó, thành ra nó đi đến chỗ diệt chủng, diệt luôn cả văn hóa, diệt tiêu cả cái văn minh của người ta. Rồi tại Canada đó thì như là cái dân tộc Bản Địa đó, nó cũng còn bộ tộc, cho nên họ bắt vào trong học các trường, như là bây giờ họ định xây cái trường nội trú của Việt Nam đó, thì họ cũng giết hết. Như vậy là cái việc giáo hội La Mã quyền lực đi đến đâu là họ, thứ nhất là họ cưỡng bách đi theo đạo, thứ hai là nếu không có thì họ diệt chủng, thứ ba là họ quấy động chia đất nước ra. Họ chia đất nước như thế là bây giờ Vatican cấu kết với lại các đế quốc thực dân Âu Mỹ, Họ khi mà họ đến đánh chiếm ở đâu thì họ chia cắt ra là nhiều nước. Thí dụ Trung Nam Mỹ thì họ chia ra làm rất nhiều nước. Rồi tại Việt Nam trong cái thời gian 1859 cho đến năm 45 đó thì họ chia nước ta ra làm 3 kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Mỗi kỳ giống như một quốc gia. Cái kỳ này mà đi sang nước khác thì phải làm passport. Rồi thời kỳ kháng chiến năm 1945 năm 4 đó thì họ cắt nước ta ra làm nhiều mảnh. Thí dụ đầu tiên là họ thành làm nước Cộng hòa Nam Kỳ Quốc. Thứ hai đó, họ làm nước Tây Kỳ. Sau đó thì họ làm nước Thái. Rồi sau đó thì họ làm nước Nùng. Rồi họ chuẩn bị lập cái giáo khu tự trị Phát Diệm và Bùi Chu để mà họ chuẩn bị chia cái vùng đó ra làm nước Công giáo. Rồi đến năm 1999-2000 thì ở bên Indonesia thì có cái vùng gọi là Đông Timor, thì là người Công giáo mà do người Bồ truyền giáo vào, thì họ lại cắt cái xứ đó ra làm nước Đông Timor. Điều đó chứng tỏ rằng họ có chủ trương thành lập một cái quốc gia Công giáo trong cái đất nước của người ta, và họ cắt ra từng mảnh một. Thế bây giờ nếu mà chúng ta không có chuẩn bị trước để đối phó với cái chủ trương âm mưu khốn nạn của họ như vậy đó, thì chúng ta phải đề phòng. Đó, tôi cũng xin đề nghị với chính quyền Việt Nam phải cẩn thận trong cái vấn đề này, với lại cái chính sách của họ ở tại xứ Đồng Nai hiện nay ở Việt Nam là một vấn đề rất là nguy hiểm. Tôi xin cảnh báo cái vấn đề này trước đây. Vậy nhắc lại cái đoạn mà quý vị quảng cáo là nhà trường truyền cảm hứng cho học sinh, tôi xin nhắc lại những cái thành tích mà quý vị truyền cảm hứng trong lịch sử. Các linh mục đã truyền cảm hứng cho các giáo dân hàng trăm năm nay. Từ cái thời mà ông linh mục Alexander mà chúng tôi gọi là tên gián điệp đó, ông có qua Việt Nam vừa làm mở mang nước Chúa truyền đạo mà vừa thăm dò, báo cáo cho giáo hội để mà yêu cầu Pháp sang đánh chiếm Việt Nam. Cũng may là lúc đó nó chưa đánh được, là vì có nhiều điều kiện khác. Chúng tôi ở đây không phải là cái mục đích ở đây, thành ra chúng tôi đã nói về vấn đề này riêng. Nhưng mà lược sơ là truyền cảm hứng là như thế này, là ông đó đã truyền cảm hứng trong cái phép giảng 8 ngày mạ lị các tôn giáo khác ở Việt Nam, các tôn giáo truyền thống ở Việt Nam. Ông là khách, ông đến Việt Nam mà ông truyền cảm hứng bằng cái cách ông viết cái cuốn phép giảng 8 ngày. Và đặc biệt là cái ngày thứ tư là ông miệt thị tất cả các tôn giáo tam giáo cổ truyền của Việt Nam. Đó. Người nào cũng thằng, cũng nó, không có tôn trọng một tí nào hết. Mà trái lại một cái nhân vật gì của họ đó là ông ấy là nâng niu, là gọi những cái từ ngữ rất là trân trọng. Có những cái vị mà binh vực ông Alexander nói tại cái ngôn ngữ hồi đó người ta như vậy. Ngôn ngữ hồi đó tại sao mà ông phân biệt các giáo chủ của người ta, ông miệt thị, ông gọi thằng này thằng kia. Mà lại các những cái nhân vật mà trong cái chuyện của ông Thánh Kinh rồi này kia nọ là ông rất là trân trọng ngài này kia cái nọ. Hoặc là đấng. Quý vị binh vực cũng phải có cái căn cớ chứ mà làm như người ta ngu hết à. Đấy, bây giờ nói tiếp theo cái truyền cảm hứng này. Kế tới cái Alexandros, các linh mục truyền cảm hứng nè. Đây là kế hoạch Puginier. Một lát nữa tôi nhờ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang nói rõ về kế hoạch Puginier. Đấy, rồi giáo hoàng John Paul II đã làm cái lễ để cáo thú 7 núi tội ác vào cái ngày 12 tháng 3 năm 2000. Rồi 7 cái núi cáo thú tội ác đó là có liên hệ đến các vụ truyền giáo đi ra các nước khác truyền giáo mà vừa diệt chủng người ta luôn, đồng hóa, diệt chủng, tiêu diệt cái văn hóa của người ta và giết người ta nữa, tội lỗi biết bao nhiêu. Rồi bây giờ mới đây là người ta khám phá ra thêm một cái tội nữa là cái tội ấu dâm, lạm dụng tình dục khắp nơi, bao che nữa. Đó là truyền cảm hứng đấy. Rồi quý vị truyền cảm hứng, các đạo của quý vị truyền cảm hứng tiêu diệt Cộng sản. Đấy, chính ông giáo hoàng Pius 12 đã vận động chính phủ Mỹ đòi chính phủ Mỹ phải cứu quân Pháp ở Điện Biên Phủ bằng cách là đề nghị dội từ 1 tới 6 bom nguyên tử. Đấy, mỗi một trái bom mà lúc đó, mà nếu mà bỏ đó, là có cái sức công phá gấp 6 lần cái trái bom nguyên tử mà họ đã Mỹ đã từng ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Rồi truyền cảm hứng cách nào nữa? Truyền cảm hứng giáo hoàng Clement 11 đó. Cái sắc luật 1704 cấm tín đồ Kitô không được thờ cúng ông bà tổ tiên. Đấy. Tiếp theo đó là truyền cảm hứng nữa, giáo hoàng Benoi 14 nhắc lại cái sắc luật 1742 không cho giáo dân thờ cúng ông bà tổ tiên. Đó. Giáo dân đã có nhiều giáo dân đã thảy bàn thờ ông bà ra đường. Đó. Truyền thống tốt đẹp của cái giáo dân Á Châu đó, của người ta đó là uống nước nhớ nguồn, nhà nào người ta cũng thờ kính ông bà. Còn nhà thờ quý vị á, là truyền cảm hứng là gì? Là dạy là nói là ông bà cha mẹ đã chết rồi là biến thành ma quỷ, đừng có thờ ma quỷ. Đấy. Chúng tôi là tranh đấu biết bao nhiêu lâu rồi quý vị, bây giờ đó là có những cải cách của giáo hội là không có dám gọi như vậy nữa. Nhưng mà quý vị đừng có chối, quý vị cái là tranh đấu cho tới khi nào không được thì mới thay đổi. Rồi thay đổi rồi nó tôi đâu có đâu, chối lia, chối bén đi. Rồi quý vị truyền cảm hứng cho 117 giáo dân và linh mục trở thành thánh tử đạo vì muốn chống phá nhà nước chúng tôi, nhà nước Việt Nam, đã chống lại nhà nước Việt Nam, không tuân phục nhà nước Việt Nam. Cho nên là trong cái sự mà đụng độ đó, quý vị thà chết để thành thánh tử đạo đó, quý vị truyền cảm hứng kiểu đó. Đấy. Rồi đất đai Việt Nam hiện nay á, quý vị lập tới 6.000 nhà thờ nguy nga lộng lẫy, quý vị khoe với nhau nữa, khoe ông cha này cất nhà thờ này, ông cha khác đến phá bỏ cất nhà thờ cho đẹp hơn để mà lập thành tích. Chúng tôi đã từng nghe những cái câu chuyện mà quý vị chia sẻ với nhau trên mạng, hiện nay là như thế đó, tình trạng là như vậy đó. Đấy, quý vị truyền cảm hứng như thế đó. Đất đai thì bị bà Maria và Giêsu chiếm đoạt khắp nơi ở Đồng Nai. Để tôi mời giáo sư Quang trở lại nói về cái truyền cảm hứng, về cái kế hoạch Puginier nó độc hại như thế nào nghe. Kính thưa quý vị, nói về kế hoạch Puginier, ông này là giám mục nhưng mà cũng là đại diện của tòa thánh Vatican tại Đông Dương, bây giờ nó gọi là đường ngoài. Thì ông ấy hiện diện ở tại Việt Nam vào khoảng từ năm 1864 cho đến năm 1892. Ông cũng là người rửa tội cho ông linh mục Trần Lục. Ông ấy đưa ra cái kế hoạch Puginier. Thì theo cái kế hoạch đó thì ông tiến sĩ sử học Cao Huy Thần có nói rõ trong cái cuốn sách. Cái cuốn sách đó là Giáo sử Thừa Sai ở tại Việt Nam. Thì ông ấy đưa ra cái kế hoạch Puginier trước hết á là phải xử tử, hay là nghĩa là nói khác đi là tìm cách giết hại các viên chức của triều đình nhà Huế. Ông giết hết tất cả giới do sĩ, nhất là trước hết là nói đến các ông quan làm cho triều đình nhà Nguyễn trước đã, rồi đến nho sĩ, rồi sau đến những người nào mà không thể tin cẩn được. Mà thứ hai nữa là những người làng lương, dân làng lương, thì lúc đó là tất cả nho sĩ đều là những người yêu nước. Chủ trương tiêu diệt hết các giới nho sĩ, mà nho sĩ tức là những người nhà nho đã học chữ Hán, bây giờ là chưa có cái quốc ngữ, thành ra những người nho học đều là những nho sĩ, và đa số là những người làm quan nữa. Thứ hai nữa là những người dân mà làng lương, tức là không phải là nho sĩ nhưng mà họ có cái tinh thần sống theo tinh thần nhà nho, thành ra tất cả gọi là dân làng lương. Rồi thứ ba nữa là tất cả những người nào mà tình nghi thì đều giết hết, và chỉ sử dụng những người Kitô giáo làm cho nhà nước thì mới tin dùng làm. Đó là kế hoạch Puginier. Thì quý vị có thể kiểm soát cái bài viết này trong cái cuốn sách của ông Cao Huy Thần mà nãy tôi vừa nói, là từ trang 301 đến 317 thì có nhiều chi tiết ở trong đó rất là hay. Nhờ đó mà chúng ta mới biết được cái chủ trương của giáo hội La Mã đối với dân tộc ta. Dạ thưa quý vị, tiếp theo thì mấy chục năm gần đây đó, các linh mục đã truyền cảm hứng cho các giáo dân để họ tạo ra những cuộc nổi dậy ở trong nước vô pháp vô thiên, mà chúng tôi có thể chỉ kể một vài chuyện tiêu biểu, giống như là năm 2008 đó, thì Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đó cầm đầu những cái cuộc gọi là cầu nguyện, mà giáo dân thì hô hào giáo dân mang xà beng, búa kìm đến cái công ty Mai Chiến Thắng tại cái khu vực tường rào bảo vệ phía sau công ty Mai Chiến Thắng đó, ở phố Nguyễn Lương Bằng ngoài Bắc đó. Một số người dùng búa đập phá tường rào, phá hủy một cái đoạn dài 6 mét. Từ đó đến nay những người này còn dựng thêm 3 cái lều bạc, trên treo 30 bức ảnh, đặt nhiều bát hương, bàn thờ và tổ chức cầu nguyện hàng ngày. Đấy. Sau đó rồi 100 người tràn vào khu đất do công ty Mai Chiến Thắng quản lý, chặt phá cây, san lấp mặt bằng, dựng lều bạc, dựng tượng thánh giá, treo tượng Đức Mẹ, cầu nguyện, hát thánh ca, gây mất trật tự toàn khu vực. Lúc đó chúng tôi ở ngoài hải ngoại này hàng ngày nghe, nhìn những cái hình, những cái video đầy tràn hết. Rồi năm 2010, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt huy động giáo dân gồm cả trẻ con và đàn bà, đàn ông gì vác búa, vác kìm, xà beng đi thắp nến cầu nguyện ở tòa khâm sứ để đòi đất. Đấy. Rồi đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải trả cái tòa khâm sứ lại cho họ. Mà cái tòa khâm sứ này á, là đã bị chính quyền kháng chiến tịch thu vào năm 1954, là vì đó cũng là cái đất mà Pháp với lại Vatican chiếm của Việt Nam. Đó. Tất cả những cái cơ sở của họ chiếm ở Việt Nam, chính quyền cần phải lấy lại chi cho dân một mớ. Và bây giờ cứ lâu lâu họ cứ đòi đất, họ nói là của ông cha, mà ông cha của họ là từ đời nào? Từ cái đời Pháp. Rồi tiêu biểu nữa là năm 2012 á, vào tháng 8, hàng trăm dân làng tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đập phá đồ đạc và gây trọng thương cho 2 quan chức trong vấn đề đất đai. Giới hữu trách đã mở cuộc điều tra về cái vụ bạo động này. Đó. Mà họ đã làm cho 2 quan chức phải nhập viện và nhiều người khác bị thương. Rồi một cái vụ tiêu biểu nữa, năm 2017 cũng họ truyền cảm hứng đây, dân chúa, đạo chúa truyền cảm hứng cho đồng bào Công giáo đi biểu tình phản đối công ty Formosa. Đó, hàng ngàn người tụ tập tại Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, yêu cầu chính quyền địa phương trả lời cái vụ đòi bồi thường thiệt hại vì Formosa. Mà người ta có bồi thường thiệt hại rồi, mà tại sao quý vị cần phải có cả hàng ngàn người đến trụ sở, dăng cờ, dăng biển tùm lum hết, rồi làm cho người ta thương tích? Đấy, truyền cảm hứng đấy. Rồi mới đây nè, mới mấy bữa trước này nè, có 3-4 bữa trước này nè, là trong cái chương trình xây dựng của Ủy ban xã Nghi Thuận đó, người ta quy hoạch lại đường xá cho dân sinh, thì quý vị lại truyền cảm hứng cho giáo dân, kéo hàng ngàn người kéo đến hiện trường, cản trở người ta xây dựng. Cái ông linh mục Nguyễn Đình Thục, ông viết đây, nói là đây là một cái việc làm lén lút của chính quyền. Đó. Rồi ông nói những cái câu như là hàng ngàn người kéo đến hiện trường, thì lúc này chủ tịch xã mất tâm, chỉ còn lại mấy công an xã, bà con truy hô đuổi bắt. Đấy, truyền cảm hứng đấy, truyền cảm hứng cho giáo dân đuổi bắt viên chức chính quyền. Quý vị coi trên cái thế giới này có ai mà như vậy không? Có ai mà dân mà đi đuổi bắt quan chức của chính quyền hay không? Tôi chưa thấy một cái nước nào, đất nước nào mà người dân mà có thể mà lộng hành như vậy hết. Quý vị mở trường, quý vị dạy truyền cảm hứng còn cách nào nữa. Hồi đó đó là chưa có trường mà đã như vậy rồi. Bây giờ quý vị mở trường mà quý vị còn truyền cảm hứng như cái kiểu này nữa thì làm sao người ta chịu nổi. Đấy thì ông Linh Mục Nguyễn Đình Thục cũng mới nói là khoảng hơn 2.000 người cùng kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghi Thuận. Nhưng cái người tiếp dân lúc này là những cánh cửa im lìm. Mặc dù hôm nay là ngày thứ hai. Người ta sợ đấy. Quý vị làm người ta trọng thương bao nhiêu lần trước rồi. Mà người ta chở người ta đi cấp cứu, quý vị còn cản đường nữa. Quý vị là không phải là người. Không phải là con người. Động động chút quý vị đòi nhân quyền mà quý vị hành xử như là con vật vậy đó. Không có trái tim. Rồi á, cái đoạn kế, đoạn chót quý vị nhắc tới nhắc lui là ngôi trường này cũng mang tinh thần Kitô giáo. Trời ơi, tôi nghe tới cái tinh thần Kitô giáo là tôi rùng mình. Đấy, khi một người á, mà bắt đầu mà tin theo đạo Chúa rồi đó là nhất định cái người đó không có để ai mà yên ổn với cái niềm tin của người ta hết. Đó. Quý vị rù quến, dụ dỗ, đủ thứ hết. Dụ dỗ bằng cách mềm mại cũng có, mà cứng rắn cũng có, thô thiển cũng có, khéo léo cũng có, đủ thứ kiểu dụ hết. Đấy, đó là cái nạn truyền giáo của quý vị mà mỗi một người mà trở thành giáo dân rồi đó là cảm thấy có một cái trách nhiệm, quý vị nhồi sọ cho giáo dân có cái trách nhiệm phải đi truyền giáo cho người ta. Cái hai cái câu mà gọi là thái quá trong cái niềm tin tôn giáo của quý vị là hai cái ông là giáo hoàng này tuyên bố hai câu này, quý vị nên nhớ nè. Giáo hoàng Pôn bốn tuyên bố là nếu mà bố tôi á mà lạc đạo, có nghĩa là không có tin Chúa đó, họ dùng chữ lạc đạo đó, thì tôi sẽ đích thân nhúm củi thiêu sống ông ta. Quý vị nghe có phải là một cái tôn giáo hay không? Hay là quỷ sứ, băng đảng? Đó là ông giáo hoàng Pôn bốn. Còn ông giáo hoàng nữa là giáo hoàng Gregory IX. Ông ấy nói là bổn phận của mọi tín đồ Gia Tô là phải truy tố những kẻ dị giáo. Do đó là tất cả những quý vị mà thấy những cái loạn mà do người Công giáo nổi lên đó, là do những cái lời dạy nhồi sọ như thế này nè, do những cái tấm gương truyền cảm hứng như thế này này. Quý vị hãy sợ, biết sợ dùm đi thì mới còn được cái dân tộc Việt Nam. Còn không là mai mốt đó, quý vị không còn là người Việt Nam nữa. Họ nhồi sọ quý vị, họ làm cho quý vị biến thành một cái người khác. Giống như bây giờ là giáo triều Vatican cố gắng chia cách cái chính thống giáo ở Ukraine, bên phía Tây thì là chống bên phía Đông. Đấy, đó là những cái cách mà đạo của quý vị làm đấy. Là làm cho người ta cải đạo người ta một cách ác độc như vậy đó. Xin tạm ngưng để mà quý vị, để cho ông giáo sư Nguyễn Bình Quang khai triển thêm cái phần mà gọi là tinh thần Kitô giáo.